xin chào mọi người. Như mọi khi là mọi người có thể thấy là Trang chỉ swatch những dòng son Hàn hoặc là Âu Mỹ thôi, nhưng mà chưa bao giờ swatch một dòng son nội địa Trung nào hết. Và cũng có rất là nhiều bạn đã request tụi mình là hãy review những cái mỹ phẩm nội địa Trung đi. Tên. Đây, trong video ngày hôm nay thì Trang sẽ swatch và review hết 10 màu son của dòng son GC này luôn ha. GC là một hãng mỹ phẩm nội địa Trung mà mình thấy khá là nổi tiếng ở cả Trung Quốc và cả Nhật Bản nữa. Ở trên cái khung tìm kiếm trên YouTube thì mọi người có thể thấy là có rất là nhiều video của các YouTuber đã review, là có cả những bạn ở Việt Nam nữa cũng đã review những cái sản phẩm từ GC, chủ yếu là tập trung về những sản phẩm make up rất là đẹp. Ngoài ra thì trên Shopee của hãng khi mọi người vào thì choáng ngợp bởi sự đa dạng và phong phú của sản phẩm của hãng luôn. Mình thấy là có đủ tất cả đồ make up với bao bì siêu đẹp luôn. Và giá thì Trang xem sơ qua thì tất cả sản phẩm đều có giá rất là phải chăng. Và cuối video này thì Trang sẽ có 5 phần quà giveaway dành cho các bạn nữa. Đầu tiên là cái vỏ giấy nha. Từng nghe vỏ giấy bên ngoài là dạng bóng bóng màu ánh tím. Và bên trong cái hộp giấy lúc mà mình lấy son ra thì sẽ có một cái tờ giấy nhãn phụ kèm theo á. Thì trên tờ giấy này nó sẽ ghi rõ hết là thành phần nè, rồi một số thông tin liên quan của thỏi son, và ghi bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh luôn, nên là mình cảm thấy là sẽ biết rõ hơn về son và xuất xứ của dòng son này á. Cái vỏ của thỏi son này mình cầm lên nó phải nói là cực kỳ chắc tay, nặng tay và rất là dày. Nắp thì là nắp 500 cực kỳ xịn luôn. Nhưng mà cái khuyết điểm khá là lớn của dòng son này mình thấy á, nên là khi mà mình vặn son lên xuống thì cảm giác nó hơi rụt rịch, và kiểu giống như là cái chất son này nó mềm nữa, nên là nếu mà vặn lên cao quá và khi mà đánh son á thì sẽ rất là dễ bị gãy son nha. Mỗi thì đều sẽ có in cái vỏ khác nhau. Cái vỏ này á là mỗi bức tranh của họa sĩ Picasso, nên là nhìn nó rất là hay ho, nhìn nó rất là đặc biệt và khác biệt hết với những thỏi son bình thường khác. Thì cái bao bì kiểu này nó không phải là cái style kiểu dễ thương xinh xắn này kia, nhưng mà nó thuộc về cái dạng kiểu cá tính và nghệ thuật hơn á. Còn về chất son á thì em này á là dạng chất son thỏi, nhưng mà nó không phải là dạng lì nha, mà nó là dạng hơi bóng một chút xíu, nó cũng không hẳn là semi matte. Tại vì mình thấy là nếu mà em này mà đánh lòng môi thì nó sẽ không có quá bóng, nhưng mà càng đánh nhiều lớp hơn á thì cái lớp bóng nó sẽ dần lộ rõ hơn á. Và cái chất em này rất là mềm mịn và nhiều dưỡng, nhưng mà nó không có bị quá dày, che cái vân môi khá là tốt, cực kỳ mềm môi và giữ ẩm cho môi rất là tốt luôn. Còn về độ lâu trôi của em này thì mình thấy là do cái đặc tính là chất son nhiều dưỡng và mềm mịn nên là nó bám trên môi không có được tốt lắm. Kiểu là cái chất son nó sẽ dễ bị lem nè, bị transfer thành cốc, thành ly rất là dễ dàng luôn. Mặc dù là sau khi trôi đi có để lại một lớp stain nhẹ nhẹ, nhưng mà nó rất là nhẹ thôi, nên là em này sẽ không có lâu trôi đâu. Nên là khi mà trôi đi hết rồi thì mọi người cần phải reapply lại ha. Đầu tiên là màu 905, thì màu này là kiểu màu cam cháy. Màu này sẽ rất là hợp với những bạn có làn da tông ấm ha, và đang tìm những cái màu cam gạch, cam cháy đúng chuẩn á. Em này đánh lòng môi thì nó sẽ kiểu cam nhạt nhạt rất là xinh, nhưng mà khi đè thêm 2-3 lớp thì nó sẽ ra đúng màu cam gạch luôn. Tiếp theo là màu 916. Màu này là màu thích nhất của mình luôn trong 10 màu. Em này là dạng đỏ nâu đất á, nhưng mà tông nâu rất là nhiều, nên là lên trên môi nó sẽ rất là trầm và đẹp. Nhìn cái màu này nó rất là lạ và rất là hay ho luôn. Cá nhân mình thì chưa có sở hữu em nào mà có màu đẹp như em này hết. Đánh lên trên môi thì cực kỳ trắng răng và tôn da nữa. Em này thì sẽ hợp cả các bạn tôn da ấm và tôn da lạnh luôn nha. Màu 917 là thỏi duy nhất mà có cái lõi là lấp lánh ánh kim tuyến. Nhưng mà rất là hay ho là khi mình đánh trên môi thì nó sẽ không có bị nhũ kim tuyến đâu, mà nó chỉ làm cho cái lớp finish của son nó bóng bóng hơn những thỏi khác một chút xíu thôi. Nhìn kỹ lắm thì mới thấy những hạt kim tuyến nhỏ, nhưng mà nó không có bị sến đâu nha. Em này lên môi thì nó sẽ kiểu như màu đỏ cam trung tính á. Màu 918 là một màu cam cực kỳ tươi và cực kỳ chói luôn. Đối với mình thì màu này không có hợp tông da mình lắm, mà mình nghĩ em này sẽ hợp với những bạn mà tông da trung bình đến tông da ngâm một chút xíu á. Và màu 919 là một màu cam đất. Màu này có ánh nâu khá là nhiều,
Nhưng mà lên trên môi mình nó sẽ không có bị quá là trầm đâu, mà vẫn có thể rất là dễ dùng, rất là xinh. Màu này thì make up tông tay phải nói là cực kỳ hợp luôn. Màu 920 là màu đỏ cam, mà tùy sắc tố môi của mỗi người thì nó sẽ lên ánh cam nhiều hay ít ha. Màu này thì mình thấy là một màu kiểu an toàn và màu cơ bản á. Sit down and let's talk, take all the stress off that we get from every day. Trying to be good just like that we should, but it doesn't work anyway. One day let's go out, one day let's show out. Tiếp theo là màu 922. Màu này là một màu đỏ đất, nhưng mà khác với màu 916 thì em này sẽ ánh đỏ hơn nhiều và không có bị quá nhiều ánh nâu. Những bạn nào mà đang tìm tông đỏ mà nó không bị tươi quá, cũng không có bị ngã cam quá thì có thể tham khảo em này nha. Màu 923 là một màu nude duy nhất trong 10 màu hôm nay luôn. Màu này thì mình không biết sao, nhưng mà cái chất son của nó sẽ kiểu mềm và ẩm và nhiều dưỡng hơn và bóng hơn những cái em còn lại một chút xíu. Màu này thì mình thấy make up mà kiểu nhấn vào mắt phải nói là siêu xinh luôn. Tại nó là tông nude nhưng mà nó ngã qua một xíu tông cam và không có bị ánh hồng nhiều, nên là rất là hợp nhiều tông da khác nhau. Màu 924 là màu MLBB. Màu này thì nó sẽ cân bằng giữa các sắc tố đỏ, cam và hồng, nên là em này sẽ rất là dễ dùng, hợp mọi tông da, hợp mọi make up luôn. Nếu mà mọi người cứ phân vân không biết chọn màu nào trong 10 màu mà thích những cái màu mà có thể dễ sử dụng thì cứ chọn em này nha. Baby, you set off a tune-up in my head. Every time you walk in the room, I drop dead. I cannot lie, I look to the sky and say, please, oh God, can you make her my wife? Something about you, I cannot let go. I don't got. Và cuối cùng là màu 925. Màu này thì mình thấy rất là giống với màu 920 luôn. Chỉ có điều là màu 925 này thì nó sẽ đỡ chói hơn màu 920 một chút xíu, kiểu như là nó sẽ ít ánh cam hơn á. Girl, I'll be with you till our final days. Now that's a long journey, I promise it pays. I know it pays. Vậy là Trang đã swatch và review xong 10 màu son của dòng son GC này rồi. Thì không biết là cảm nhận của mọi người thế nào ha. Nếu mọi người có bất kỳ nhận xét gì thì cứ comment ở bên dưới ha. Và bây giờ sẽ tới phần hấp dẫn nhất của video này, đó chính là phần giveaway. Thì Trang sẽ có 10 màu son và tổng cộng chia thành 5 phần quà tất cả. Mỗi phần thì Trang sẽ chọn ra 2 màu son ha. Đầu tiên mọi người chỉ cần subscribe channel Bitch & Coffee, like video này. Và thứ hai mọi người chỉ cần follow Instagram của Trang. Và cuối cùng hãy comment bất cứ điều gì bạn muốn nói với mình, cũng như là những cái đề xuất về những cái video khác hay là chủ đề gì đó mọi người muốn Bitch & Coffee thực hiện ở những video sau. Và đừng quên kèm theo link Facebook hoặc là Instagram của các bạn để mình có thể liên lạc ha. Rồi, và cuối cùng hẹn mọi người ở video sau và chúc mọi người may mắn nha. Tạm biệt.